Tối qua tại nhà văn hóa trung tâm huyện Tiền Hải diễn ra chương trình văn nghệ gây quỹ ủng hộ người nghèo huyện Tiền Hải. Đêm nhạc do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải và Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn tổ chức với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên, ca sĩ Minh Chuyên giải nhất Sao Mai điểm hẹn năm 2010 và Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đêm nhạc diễn ra trong không khí của tình yêu thương, lòng nhân ái. Đông đảo khán giả có mặt tại nhà văn hóa trung tâm huyện Tiền Hải tối qua được nghe lại những ca khúc bất hủ như Nghe tiếng trống quê hương, Nắng ấm quê hương, Sợi nhớ sợi thương với nhiều cảm xúc. Đêm văn nghệ đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tập thể cá nhân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân ủng hộ được tổng số hơn 196 triệu đồng để ủng hộ giúp đỡ người nghèo của huyện Tiền Hải. Hội Chữ thập đỏ Thái Bình và Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải phối hợp cùng công ty bia Sài Gòn tổ chức trao bò sinh sản cho hộ nghèo. 7 gia đình thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn 6 xã Tây Tiến, Tây Lương, Nam Cường, Nam Chính, Nam Hồng, Nam Thắng và thị trấn Tiền Hải. Mỗi hộ nhận được một con bò cái sinh sản trên 1 năm tuổi, trị giá 15 triệu đồng do công ty bia Sài Gòn trao tặng. Hoạt động này nhằm góp phần giảm nghèo bền vững cho đồng bào khu vực biên giới, từng bước cải thiện nâng cao đời sống, gắn phát triển kinh tế với ổn định chính trị, trật tự xã hội và an ninh quốc phòng. Các hộ được nhận bò lần này đều quyết tâm phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Nhân dịp này, các đơn vị tài trợ cũng đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 100.000 đồng cho 20 học sinh xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.